Dạ em nhìn thấy cái bình xăng em nó xét luôn kìa. Em này, đó chưa? Cái này pin này. Lấy cái này pin khác nha, pin này nó hết pin này. Đó. Nhưng nó rất là dơ luôn. Nó cặn kinh khủng nè. Cái xăng mà nó lúc mà rút cái ly lọc lên mà nó ra cái màu này nè. Là em đủ hiểu là nó dơ cỡ nào rồi. Thấy chưa? Nè, yeah, đó cho bây giờ nè. Cái bình xăng của em là nó xét luôn rồi. Thấy chưa? Nó mục luôn nè. Ồ nó đóng hộp rồi. Em nhìn nó mắt là em thấy rồi. Lát này để coi lát nó hút bỏ cái xăng này đi rồi nhận nè. Cái xăng này giờ nó nói đen hồi lùi chứ nó không phải là cái xăng nữa đâu. Thấy không? Đó. Cái lưới lọc xăng nè. Đó rồi nè. Vậy thì những cái hạt nhuyễn này nè. Như nè, nó thấy đi theo cái đường bơm nó vô trong kim phun á. Nó làm cho kim phun phun không được tốt nữa. Đó. Nên để vệ sinh không ra kim phun. Rồi để tháo bình xăng này ra để xúc bình xăng cho nó bỏ đỡ bớt đảo được. Ôi. Giống như là đã đầm nó đóng ghiêu á nè, móc ra được cái gỡ giống như là mấy con hào nó bám trên cái ghe nè. Trời ơi quá trời rồi. Rồi đó, bây giờ thì mình đổ xăng ra cho coi trong cái xăng này. Đấy cái xăng như thế này nè, rồi chạy làm sao mà xe nó ngọt rồi mà nó bốc mà nó hộp nha. Rồi xong rồi ha. Cái mâm này qua thằng bên đi. Thằng này giác làm đi rửa đồ đây. Rồi bây giờ trong xăng này nè. Mở lên rồi ha. Cái nắp bình xăng này thấy chưa? Đó. Rồi, chưa đâu. Trong đây nè. Để mình lấy xuống cho anh em coi cho nó dễ. Để nhiều bạn á mà nói em xăng chất lượng á, cái này là bị dồn lâu ngày quá thì nó ra như thế này. Đây. Nha. Đây. Cái bình xăng này giờ là nè, đó không nè, ở dưới đáy bình xăng nè, sự nói luôn á, bình xăng này giờ không biết cứu được sao luôn á. Giờ nè, lấy mình lát cái cây dứt dẹp đây nghe coi nè, nó đóng xét gì nè. Đây cho mày nè, rồi nè. Quá trời luôn, em biết sao cho anh em nhìn cho rõ xíu rồi. Đó, đổ nó rớt bằng cái sắt luôn nè, đây nè. Đây là hậu quả của xăng, của việc mà đổ xăng bẩn nha. Mình đổ xăng á, mình không biết là nó đổ xăng gì. Nhưng mà anh em đổ xăng thì lựa cái xăng uy tín xíu. Đó. Nó xét nguyên cái đít bên xăng nè, đó. Ồ, coi nè, thấy chưa? Xét chân luôn rồi. Giờ này chỉ có xúc tạm đỡ thôi nè, nghe như là nó nè, nó đóng gì nè, đó nó gớm không. Người hỏi sao xe chạy, đây là cái việc lâu ngày thôi nè, lâu ngày thôi, chứ còn nhiều khi anh em mới đổ vô á, cái chất lượng xăng á nó không có tốt, nó cũng gây ra là hộp buổi sáng nè, đề khó nổ nè, hoặc đang chạy để bị hộp, hoặc là những cái xe mà lúc bị lúc không á, thì đây mình cho anh em coi cái minh chứng nha. Giống như những cái xe mang đến mình nó ban đầu nó không bị, nhưng mà anh em đi thời gian đi đang đi nó lâu nó bị một lần, thì anh em có thể kiểm tra ở cái chất lượng xăng nha. Đây nè, nguyên mãn luôn nè, đó nè, nó lên gì nè, đó rồi nè, rồi nè. Rồi bình xăng này thì muốn ngon thì chỉ có mua bình xăng mới thôi, còn anh trai này giờ chắc mình chỉ xúc đỡ cho em trai thôi, chứ còn báo trước thôi, cái này giờ là quá trời rồi. Đổ ra một cái nè. Đây. Ra mà nhìn em trai ơi, mình xăng của em là thật sự nói câu là nó mục không còn cái gì luôn á. Mình xăng của người ta đổ ra nó cũng lửa cái xăng này. Này đổ lâu ngày quá có một cái xăng sao á. Nè. 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 Rồi ngồi lên lại còn ngó vô nè, nó nè. Nó mục của mình xăng nè, vậy nè. Nè. Còn một đống luôn nè. Nè. Đó một đống như là cái đống ghét vậy đó, thấy chưa? Rồi ở đây thì mình đổ nó về ra được nha anh em. Ở trong cái đống này ra một đống ba cái mạt sắt vậy nè. Thì cái bình xăng này giờ nè, hôm nay là mình đã xử lý cũng khô rồi, nhưng mà nó vẫn còn nhiều anh em. Đây nè. Đó, nó còn khá là nhiều luôn nè, bên hông nè. Đó, trong cái hành nè. Nó đóng nó gì luôn nè. Là quá ghê gớm rồi. Đó. Này anh em muốn ngon thì nên soi thay bình xăng mới đi nha, để thôi nữa là nó
nó lủng bình xăng nữa, rồi nó gịnh xăng trong nhà thì nguy hiểm nữa. Còn này giờ thì thay không là quyền chủ xe, nhưng mình nghĩ chắc mình làm đỡ thôi, chủ xe chắc chưa thay đâu, mình báo trước thôi đó. Thì đó, thì qua video cho anh em thấy không, cái chất lượng xăng á, anh em đổ xăng anh em cũng lưu ý nha, lựa cái xăng mà có uy tín, đổ ổn rồi chạy, chứ đừng đụng đâu rồi đổ đó. Xăng thì trước cũng đổ, sau cũng đổ, à thì thôi thấy cái xăng uy tín thì lựa ghé vô đổ trước đi, chứ anh em đổ á, nhiều khi đổ trúng cái xăng hàng kém chất lượng rồi đi bị hụp hay chạy nó lì nó ngọt á, rồi cứ đi làm này làm nọ hay nay là đỡ thừa cho thợ này nọ nữa, thì nhiều khi nó cũng tội cho cả cái đồ anh. Cái này giờ anh chỉ làm gọi là vệ sinh tổng đỡ cho em đi thôi, chứ đi nó cho đỡ, chứ chẳng nghĩa là nó không có dứt khoan, nó không có gọi là triệt tiêu được nha. Tại vì giờ nè cái mỗi lần cái sọt vô đây nè, sọt vô nè, mặc dù nó ra một đống cát đá thôi, hiểu không, cát nè, rút ra cái con cục này nè, cái này ngồi gì ngồi mà gọi là nè, đó một đống bây giờ luôn nè, dù nó trong đây không thấy nó đâu có vậy đâu, nhưng ba những cái mà nó đóng trên thành đó, sọt nè, sọt vô lùa hai ba cái rồi nó lại gan cục gì nè, nó dính rất là nhiều, khá là nhiều luôn. Cái bài này là những cái hạt này là những cái hạt sắt, cái hạt sắt của mình xăng nó ra nó quá mịn đi đó, đi là gian sau này nó dễ, nhưng mà dài hạn giờ kinh tế chưa ổn á thì ngày đỡ nửa tháng gì đó, sau này chưa ổn á nên thay cái bình xăng này mới đi, chứ bình xăng này nó bị ăn mòn chỗ này nó dập sắt lên đó là lâu ngày á, nó gịnh ra ngoài nè, trời nè, nó không rút ra cái cục nè, rút ra cái cục luôn. Mặc dù nãy giờ là anh xịt sạch sẽ lắm luôn rồi đó, mà nó dính luôn, quá chừng luôn, trời nè, lấy cái tay bợ vô cái, nó đóng rất là nhiều luôn, những cái cục này nằm ở bên cái thành nè, còn những cái đó là cái nằm dưới đáy đó, còn cái anh đang rìu nè, là nó cứ ra hoài như luôn nè. Cái này giờ làm tương đối là vệ sinh lại, không ra kim phun rồi thay lưới lọc xăng rồi vô là chạy nó tạm ổn đi, rồi né cái cây xăng ra luôn đi. Chứ đổ xăng này lâu dài nè, một ngày một hai ngày nó không ra đâu, mà đổ lâu dài quá nó mới ra cái gì nè, tới nó bình xăng mà mở lên mà thấy nó xét cái gì là đủ hiểu rồi ha. Rồi để anh lắp nó vô đi, giờ đỡ đi, nhớ cái này ai bình xăng lại. Đây không phải là cái lần đầu mình gặp trường hợp này nha anh em. Những lưới lọc xăng gì nè, nó dính quá chừng dơ như này nè. Thì lưới lọc xăng này khi quá dơ á, nó sẽ không có ngăn cản được cái những cái bụi mịn nữa, và những cái bụi mịn đó nó sẽ đi theo cái đường bơm á. Nó qua kim phun. Thì đây. Anh em thấy không? Kim phun này nè. Cái đầu của nó nè. Nhìn đâu thấy cái lỗ nữa đâu. Thì cái lượng xăng phun nó ra quá ít nha. Nó gây ra là xe bị ì máy nè, khó nổ nè, không anti nè, hao xăng nè, hụp nè. Đó, rất là nhiều thứ luôn. Có những xe á, mình vệ sinh xong mà kim nó thông thoáng được á, là giữ anh em. Có những cái vệ sinh không được, nó không được á, nó bị nghẹt quá á. Nó ảnh hưởng đến bên trong cái kim á, là bắt buộc là phải thay luôn cả kim á. Giờ xe này là mình vệ sinh lại, không ra kim phun cho chủ xe, thay cái lọc xăng. Thì qua video mình chia sẻ với anh em, mong rằng anh em đi xe thì á, là những cái mình chia sẻ là để anh em hiểu được rằng rất là nhiều cái lý do dẫn đến một tình trạng, và chúng ta tìm lý do đó, chứ không phải là khi mà làm xe, ví dụ như xui gì. Có những bạn ghé mình làm xe mới làm hôm nay xong các bạn chạy về, các bạn ghé xăng các bạn đổ xăng khác. Chứ bạn bảo ủa sao em chạy bữa không hợp, nay nghe nó hơi hợp, thì cái lượng xăng nó vẫn quyết định hơn cả cái việc kim phun không ra nha các bạn nha. Mình vệ sinh xong là nó sạch hơn, chứ không thể nào vệ sinh xong mà nó bị hợp. Nên là anh em lưu ý, mình không phải là mình nói là tất cả đều như vậy, nhưng đó là trong một trong những nguyên nhân thôi đó. Rồi video đêm nay kết thúc đây nha anh em, giọng mình nó hơi bị cảm xíu nên em thông cảm nha. Rồi chào tạm biệt anh em nha.